Hello cả nhà, xin chào mừng cả nhà đã quay lại kênh Weekend Cook cùng vào bếp nha. Hôm nay Weekend Cook sẽ giới thiệu đến cả nhà một món bánh rất nổi tiếng ở Việt Nam vào buổi sáng sớm. Mọi người thường ăn sáng đó là món bánh cuốn cho cả nhà nha. Đó, với là bánh nóng hổi ăn cùng chả, nước các loại rau và cùng với nước mắm chua ngọt rất tuyệt vời cho buổi sáng cả nhà nha. Rất nhẹ nhàng luôn. Rồi bên đây chúng ta sẽ có là một bánh cuốn nha, là 400g hoặc các bạn có thể pha một bột gạo, các bạn là 330g bột gạo cùng với 70g bột năng nha. Và chúng ta sẽ sử dụng là 1 lít nước các bạn nha. Lát mình sẽ đổ 2 can nước 500 là được 1 lít nước các bạn. Và dầu mình sử dụng là khoảng 10 lít dầu nha, cùng với 2-3 gram muối cả nhà nha. Ok, tiếp theo mình sẽ cho 1 lít nước vào các bạn nha. Và 2 cộng đồng 500ml các bạn. Đó. À, mình sẽ bắt đầu mình khuấy bột nha, mình cho nước xong rồi mình sẽ khuấy bột, khuấy cho bột hòa tan hết. Ở cùng mình sẽ cho dầu ăn cùng với muối vào các bạn nha. Ok, khi bột đã khuấy xong thì mình sẽ cho muối dầu ăn vào các bạn nha. À, mình sẽ ủ khoảng cỡ nửa tiếng đến tiếng cho bột nở hoàn toàn các bạn nha. Ok, về nguyên liệu làm nhân mình sẽ có là 200g thịt heo xay các bạn nha, 100g hành tây cắt nhỏ các bạn, cùng với hành tím 50g và một nhĩ 50g mình đã cắt nhỏ các bạn nha. Và gia vị chúng ta sẽ có là đường là chỉ ít khoảng cỡ 2-3 gram đường các bạn nha. Rồi về muối tiêu chúng ta sẽ có khoảng cỡ 1 gram muối tiêu các bạn nha, cùng với bột ngọt các bạn, đó là khoảng cỡ 2g, 3g bằng nha, cùng với muối là 1-2g. Rồi, dầu ăn chúng ta sẽ có khoảng cỡ 5-10ml các bạn nha. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu mình trộn hết nguyên liệu lại với nhau bằng nha. Mình sẽ chuẩn bị mình sao cho các bạn nha. Còn các bạn có thể mà chia ra, mình sẽ phi thơm các loại hành tây với hành tím trước, không các bạn có trộn chung cũng được nha, các nào cũng được. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu xào nhân các bạn nha. Đó, cái chảo chân này lát mình sẽ làm cái cuốn các bạn. Thì mình dùng chảo này á, nó cuốn sẽ ra đều và đẹp hơn các bạn nha. Nó ra một hình, một cái thước một luôn. Còn nếu các bạn dùng hình tròn á, nhiều khi nó không có kích thước, nó không đều nhau được các bạn nha. Các bạn lưu ý nha. Đó, nếu bạn nào có chảo hình nhật á, sẽ ra cái bánh cuốn đều hơn. Rồi mình xào cho chính là mình chuẩn bị mình đổ bánh cuốn thôi. Okay, bây giờ mình sẽ chuẩn bị bắt đầu chén, mình sẽ đổ bánh cuốn vào nhà nha. Mình sẽ quét một lớp dầu mỏng lên cái chảo của mình nha các bạn nha. Mình sẽ bắt đầu mở lửa lên và mình sẽ chuẩn bị đổ bánh cuốn nào. Ok, giờ mình sẽ bắt đầu mình cho bánh cuốn vào mình chén thôi các bạn ơi. Đó, mình để nó mỏng nha. Rồi mình sẽ lắc đều cái chảo ra nó nóng từ từ lên sẽ chín các bạn nha. Và sau đó mình sẽ dùng một cái nắp các bạn, mình đẩy lại các bạn nha. Mình đẩy khoảng 20-30 giây đến khi nào mình thấy cái bột nó chuyển một cái màu trong các bạn. Đó là bánh chuẩn bị chín các bạn nha. Ok, rồi bánh đã chín rồi cả nhà ơi. Các bạn thấy không? Lớp mỏng tanh luôn. Bây giờ mình sẽ cho nhân vào các bạn nha. Đó, là các bạn nhớ giảm lửa nhỏ lại nha. Mình sẽ cho nhân vào. Bây giờ mình sẽ cho nhân người vào một góc của cái bánh chén luôn nha. Sau đó mình sẽ dùng cái vá mình sẽ cuộn lại bạn nha. Đó. Cho mình cho nhân vào đó. Đó, nhân mình đã xào nãy các bạn. Các bạn muốn nhiều cho nhiều, ít cho ít nha bạn nha. Rồi bây giờ mình sẽ dùng cái vá để mình cuộn lại. Các bạn cuộn này sẽ đều bạn nha. Đó, nó sẽ không có kích thước, nó sẽ không có bị thay đổi. Nếu các bạn đổ bằng cái chảo tròn á, nó sẽ kích thước nó sẽ thay đổi lớn nhỏ. Nó muốn đẹp thì có thể đổ bằng cái chảo hình chữ nhật hình vuông dễ hơn các bạn nha. Đó, mình sẽ cuộn lại đó, cuộn lại nó như là trứng cuộn các bạn. Đối với chảo khác như chảo tròn các bạn cũng làm tương tự nha, cũng quét dầu mình cho lửa nóng rồi mình sẽ đổ một lớp mỏng lên, sau đó mình đẩy nắp lại đó, cho chín rồi bắt đầu mình cho nhân vào rồi mình cuộn lại thôi đó. Nhưng mà cái thứ này sẽ không đồng đều nữa các bạn, dùng cái chảo hình chữ nhật các bạn nha.
Ok, về nước chấm thì chúng ta sẽ có là 100ml nước ấm các bạn nha, cùng với 50ml nước nước mắm rồi. Còn chúng ta sẽ có là đường các bạn nha. Đó là 30-40g đường cùng với nửa chanh, đó khoảng 5-10g ớt các bạn nha. Thì các bạn muốn cay thì cho ớt nhiều lên. Đó, rồi chúng ta chỉ việc bắt nước cốt chanh vào trong hỗn hợp đường ớt nè, rồi cho nước cùng với mắm vào trộn đều là xong các bạn nha. Ok, về đầy đủ nguyên liệu rồi các bạn. Đó, chúng ta có bánh cuốn nè, giá sống nè, dưa leo cắt nhỏ nè, nước mắm chua ngọt nè, các loại rau húng quế nè, đó hành phi nè cùng với chả. Rồi chúng ta chuẩn bị trang trí và hấp hơi cả nhà ơi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cho giá lên nè, cùng với dưa leo, cùng với một chiếc rau thơm và chả, cuối cùng mình đắp hành phi lên, cùng với chút mắm chua ngọt là chúng ta đã xong rồi các bạn nhà ơi. Cùng nhau thưởng thức nào. Wow, cả nhà ơi, nhìn ngon không nào? Với một dĩa đầy bánh cuốn nóng hổi, ăn cùng chút giá nè, dưa leo nè, đó, điểm xuyến thêm một vài nhánh rau thơm tuyệt vời, ăn cùng chả và chấm kèm chút mắm chua ngọt, trời ơi quá ngon cả nhà ơi. Còn nhiệt tuyệt vời hơn khi khởi đầu buổi sáng sớm với món bánh cuốn nấm hổi này đấy. Chúc cả nhà có những phút giây thư giãn với món ăn này nha. Hẹn gặp cả nhà ở những đêm sau. Bye bye.